Chào tất cả các bạn, lại là mình Cu Khoa đây. Thì trước khi bắt đầu cái video này, mình xin chúc tất cả các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn nha. Và đây là cái video đầu tiên của năm 2021. Thì nhân dịp năm mới, hôm nay mình ra đây và mình thực hiện một cái video làm về một cái nghi thức. Thì cái nghi thức này cũng không phải là mới mẻ gì đâu, mà cái nghi thức này đó là vì có rất là nhiều bạn fan đã comment ở bên dưới cái video mà ma bước chân á. Thì các bạn nói đó là thấy rất là nhiều anh chiến sĩ bộ đội đang đi hành quân. Thì hôm nay mình ra đây và mình sẽ thử cầu cơ xem coi liệu rằng cái mấy bữa trước á, mình coi coi có phải đó là đúng mấy anh chiến sĩ đang hành quân hay không nha. Ok, thì đây, hôm nay mình có đem ra một số thứ thì cũng không có cái gì nhiều đâu các bạn, là bánh, rồi giấy tiền vàng bạc, thuốc lá. Và ở đây các bạn biết đây là gì không? Đây là rượu chuối nha. Nó cũng có màu vàng vàng nhưng mà thật sự nó là rượu chuối hộp á, rất là thơm luôn. Đó, ở trong nè, rượu chuối mình ngâm với lại mật ong á, cho nên nó có sáp sáp ong ra nè các bạn. Rồi, hôm nay mình đem ra cái bảng cầu cơ quen thuộc, kèm theo đó là một cái miếng nắp dán hòm nha các bạn. Mình đục đẽo dữ lắm nó mới được cái vuông vức như thế này nè. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cầu cơ tại ngay cái gốc cây này. Hai cái cây mà hồi bữa mà mình thấy á các bạn. Đó là cái chỗ mà mình thấy một đoàn quân đang hành quân á. Thực sự mình không biết phải hay không. Thì bây giờ mình sẽ làm rõ ra coi như thế nào nha. Ok, bắt đầu thực hiện thôi. À quên, hôm nay mình có để một cái máy quay ở phía bên đây nè các bạn. Đây, đó, mình để cái cây ở bên đây nè nha. Cái chân máy quay. Có nghĩa là cái máy quay đó nó sẽ quay toàn cảnh ở cái khu vực này luôn. Để coi coi khi mà mình làm ở đây, xung quanh sẽ có những cái hiện tượng gì hay không nha mọi người. Mình bánh mới mua. Hôm nay mình đi ra ngoài đây khá là sớm á các bạn. Bây giờ mới có 8 giờ mấy thôi. 8 giờ mấy buổi tối á. Cho nên cũng còn nhạt, còn tùm lum hết. Đây, bánh nha. Bánh ngọt đàng hoàng luôn. Đây là thuốc. Ok, bây giờ mình sẽ mồi từng điếu lên ha. Rồi, ok. Rồi, đây là rượu. Đầy luôn đi. Đó. Rồi đây nè mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành cầu cơ và mình sẽ hỏi một số cái thông tin coi như thế nào nha các bạn. Tạm thời thì mình sẽ đặt camera ở đây bởi vì mình sẽ làm phép bên cái con cơ này trước cái đã. Để cái này vào đây. Bởi vì cái nghi thức cầu cơ á, nó cũng khá là nguy hiểm, cho nên mình sẽ nét qua cái đoạn này nha các bạn. Những cái câu thần chú đọc hay là gì gì đó, mình sẽ cắt cái đoạn này qua cho lẹ nha. Sau khi mà mình đọc câu thần chú thì bây giờ mình sẽ tiến hành cầu cơ bằng cái nắp bán hòm này nha các bạn. Dạ, cho con hỏi là ở đây có ai không mà. Cho con hỏi là ở đây có ai không ạ? Nếu có thì cho con xin một dấu hiệu ạ. Nếu có thì cho con xin một dấu hiệu nào được không ạ? Mọi người.
Dạ con xin phép kéo về chỗ cũ ạ. Dạ nếu mà có thì cho con hỏi là ở đây có một người hay là nhiều người ạ? À? Cho con hỏi là ở đây có một người hay là nhiều người ạ? À? Tự nhiên cái đèn nó chớp tắt á mọi người. Hết hồn. Ok, vậy là mình biết ở đây là có tới 12 người. Nếu mà 12 người thì đúng rồi. Hồi bữa mà các bạn nói là gặp nguyên một cái tiểu đội mà đang đi hành quân á, thì mình nghĩ chắc là đó. Cái đèn nó chớp tắt rồi mọi người. Đó. Mình không đụng chạm gì luôn nha các bạn. Nè, cái tay vẫn còn để ở đây. Ok, vậy là ở đây hồi bữa mình thấy á, đó là vậy là một đội quân rồi đó các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ hỏi tiếp nha các bạn. Dạ cho con hỏi ở đây tất cả có phải là bộ đội hay không ạ? Nếu có thì cho con xin một dấu hiệu. Có phải tất cả ở đây đều là bộ đội hay không mà? Chỉ có. Dạ vậy thì cho con xin lỗi vì hồi bữa con đã vô tình ngán đường của mình. Con không biết là lúc đó có sự hiện diện của mọi người ở đó à. Thì hôm nay con có đem ra một ít thuốc, bánh, rượu. Thì con mời mọi người à. Dạ con cũng không có cái ý gì xấu hết á. Con ra đây chỉ là để con quay video lại cho mọi người biết sự tồn tại gọi là một cái thế giới tâm linh à. Dạ, cho con hỏi là mình có muốn con thực hiện gì không ạ? Con có làm gì được cho mọi người không ạ? Là hát. Dạ có phải là mọi người muốn con hát không? Bây giờ muốn con hát bài gì? Con cũng có biết hát đâu. Ui. Cho con với nhủ nha mọi người. Dạ muốn con hát bài gì vậy? Nhưng mà con hát dở lắm á nha.
Lá xanh hả ta? Ok, để mình thử tra Google coi coi cái bài này nó hát như thế nào nha. Mà thật sự là mình không biết hát luôn. Ây da, cái con dế nhủi nó chạy một vòng á mọi người. Ok. Đó. Rồi, rồi vậy tạm thời con tạm biệt cái nha, để con tra Google cái bài hát này hát làm sao. Đợi xíu để mình nghe nha. Tạm thời cái khúc này mình tắt tiếng nha các bạn, bởi vì sẽ vi phạm bản quyền âm nhạc á. Để mình nghe thử coi như thế nào. Ok, thì mình mới vừa nghe sơ qua cái bài này thì theo mong muốn của các anh ở đây, chắc là mình sẽ bắt nhịp và cùng hát với mọi người ha. Trước tiên thì cho con nói là con hát rất là dở, mong mọi người đừng có chê nha. Ok, trước khi hát á, thì mình thấy thuốc bên đây nó cháy hết rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ thay cái khác ha. Rồi. Đây mình còn 2 điếu nè các bạn. Rồi. À, có thuốc rồi, mời mọi người hút thuốc nha. Con cũng không có đem theo nhiều nữa. Còn xanh như anh đang còn trẻ, lá trên cành như anh trong toàn dân, gió rung cây cành lá tưng bừng đùa vui, anh trai làng có đi chi dịch mùa xuân. Hai mọi người thì xem tới cái khúc này rồi á, mình nghĩ có rất là nhiều bạn sẽ thắc mắc hỏi vì sao có camera phụ, tại sao không trích xuất lên trên đây để cho mọi người cùng xem cái cảnh lúc mà cái cây nó rung. Tuy nhiên là có một sự cố nho nhỏ mà mình muốn chia sẻ cho các bạn xem. Ok, đây. Mình rất là cẩn thận mỗi khi mà mình quay á, đặt camera phụ á các bạn. Mình hay có cái thói quen đó là kiểm tra trước đó xem coi camera có bị hết pin hay là hư hao gì hay không. Đây. Đây là một cái đoạn video mà mình đã thử trước khi mình đặt camera phụ nha mọi người. Đó. Tuy nhiên các bạn biết cái chuyện gì xảy ra hay không? Đây, đây là cái đoạn mà mình quay. Đó, lúc mà mình đặt camera phụ các bạn thấy điều gì xảy ra không? Nè. Đây, cái số dây nó vẫn chạy. À nó sao nó không thấy được ta? Ok, nói chung là camera nó vẫn quay. Tuy nhiên là không có hình ảnh và cũng không có âm thanh gì luôn á các bạn ơi. Mình không biết và mình cũng không biết giải thích như thế nào về cái vấn đề mà camera nó quay nhưng mà nó không có thấy hình ảnh, cũng không có âm thanh nào luôn. Thì mong các bạn thông cảm như mình ha. Ra tiền tiên thì tài cùng nhau giúp tay. Em chờ anh với bao chiến công lẫy lừng, đi đầu quân, đi trong mùa đông duyên, đi đầu quân, đi trong mùa xuân mới. Gió nó reo, kia bán treo cùng trong là đi đầu quân, tất cả cho tìm tiếng, mau lên đi với các anh trai làng. Ôi mọi người, mình hát mà cái cây nó rung quá trời rung luôn á các bạn. Giống như là theo nhịp vậy ha mọi người. Không biết là mấy anh có ở trên cây hay không nữa mà mình thấy sao. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hỏi lại một lần nữa nha mọi người. Không biết mình hát vậy mấy anh có chịu hay không nữa. Dạ em hát vậy được chưa ạ? Dạ em hát như thế có được chưa ạ? Mọi người có vui không ạ?
cái con cơ nó cứ quay vòng vòng không à mọi người, giống như là không muốn trả lời hay ơi nữa. Ok, chắc là do mình hát dở quá cho nên các anh giận hay sao á các bạn. Mình có linh cảm gì nó sao sao á các bạn. Tự nhiên đang nói chuyện vui vẻ cái xong rồi không nói chuyện nữa. Dạ cho. Ủa sao tự nhiên cái cục đá đâu nó văng vô đây mọi người. Ui. Tự nhiên đá ở đâu mà ai chọi vậy ta? Dạ vậy thôi cho con, mọi người không thích chơi nữa thì thôi ạ. Con xin tạm biệt ạ. Tự nhiên đâu có nguyên cục đá. Nó không biết, không biết có thằng nào nó núp hay là có ai không ta. Ok thì trước khi mình dọn dẹp đi về là mình sẽ đốt giấy tiền vàng bạc nha các bạn. Đốt hết tất cả với tiền vàng bạc. Ui trời. Mình không biết chuyện gì nó đang xảy ra nữa. Có cái gì đó nó hơi kỳ lạ lắm á mọi người. Bỏ vô từ từ thì nó sẽ dễ cháy hơn. What the hell? Các bạn biết gì không? Nhang á mọi người. Thôi bây giờ mình về nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Sẽ hẹn các bạn ở video kỳ sau.